Anh không nhậu mà cái nồng độ cồn đo được là kịch không anh? Không phải vải luôn. Vừa lấy là ăn mấy quả vải thôi. Ăn quả vải à? Ừ. Vải chứ không nhậu. À, cái vải nó có aldehyde, có GHO, có kiểu rượu gì đó. Nhưng mà ăn vải thì cái nồng độ cồn nó rất là ít chứ không có được nhiều như vậy. Không, ăn nhiều quá thì nồng độ cồn nó nhiều. Em đi đái ngay ra đây được không? Anh cứ lấy giấy tờ đi, xong anh cho đi vệ sinh đàng hoàng. Cứ lấy giấy tờ của anh trước đã. Dạ, dạ, dạ. Xong, có camera phải nhìn sao. Rồi, anh cứ lấy giấy tờ ra đi. Dạ, anh cứ lấy giấy tờ, giấy phép lái xe, đăng ký xe cho em kiểm tra trước cái đã. Dạ, dạ, dạ. Em để đăng ký xe ở nhà. Rồi, em về bộ hành. Rồi, căn cứ công dân và... Chắc là cái thay cái chiếc của em đâu rồi. Đây là chủ đề. Bao qua tôi là phát triển của mình rồi. Trước mắt thì mang qua thì em mất xin không rồi. Hỏi tên của anh tên gì anh? Hỏi tên của anh tên gì? Cứ khai tên đi, anh tên gì? Hỏi tên. Em tên Mạc Việt Cường. Mạc Việt Cường. Dạ. Anh Cường sinh năm ngày tháng năm sinh anh? Ngày 1 tháng 1 năm 1982. Thì chỉ thường trú 8 tháng 5 tháng 1 1982. Dạ. 1 tháng 1 1982. Rồi, từ từ, từ nghĩa đi. Dạ. Các anh mà chỉ nhà đâu anh? Nhà đâu anh? 81 xe 37. Dạ. Cực vân. Cực vân. Rồi, thế trước mắt thì anh cứ kiểm tra giúp em nha. Vâng, 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 em em vừa lấy đi trên xe mà em mất cái bí rồi. Rồi, rồi, bây giờ em thực sự em không hiểu tại sao các anh vừa đến kia. Em đúc cái bí ở đây mà em mất toàn bộ uy tín của em rồi. Rồi. Là nếu anh nói vậy thì anh cứ chấp hành em trước đi, em sẽ cho coi là toàn bộ quá trình anh diễn biến em bắt anh ra như thế nào. Dạ. Là cái thứ nhất. Còn bây giờ cái thứ hai là em cứ yêu cầu anh kiểm tra nồng độ cồn giúp em. Dạ, nha. Ok, rồi. Em thổi luôn, thổi luôn thì anh cứ phạt theo quy định. Rồi. Anh nhẩm vô một hơi đều dài. Dạ, ok anh luôn. Anh thổi luôn, thổi luôn, thổi luôn. Dạ, anh cứ bỏ tay. Anh đưa đây em thổi. Anh cứ bỏ tay ra đi, em hướng dẫn cho. Tức là về cơ bản nhá. Em đơn giản là như này, các anh em chấp hành luật lệ giao thông. Dạ. Anh đưa nồng độ cồn em thổi ngay. Dạ rồi, dạ. rồi anh cứ bỏ tay đi rồi dạ. Anh nhầm hỏi giúp em đấy. Rồi ok anh. Rồi anh coi cái mức của mình. Dạ. Bao nhiêu cũng được. 0,790. Rồi phạt. Dạ rồi. Dạ. Ok. Rồi. Mức kịch không ạ? Em thực sự là em vừa lấy ca anh bắt em nhưng mà em mất cái ví. Đây là thực sự nha. Vừa lấy em đi về đây, các anh bắt em mà hai anh cảnh sát giao thông đi về cùng em. Em mất cái ví, mất cả mí, ví, chứng minh thư, tất cả mọi thứ. Bây giờ là em sẽ cho anh coi lại quá trình em diễn biến em bắt anh như thế nào. Rồi, rồi anh nói cảnh sát giao thông là mất ví của anh không, đúng không? Không, 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 không. Tại đây em không nói. Không, bây giờ nè, em đã nói nè, bây giờ em sẽ cho coi anh coi lại hình ảnh đàng hoàng là lúc từ đó anh bắt anh như thế nào. Rồi, dạ. Cứ anh cứ bỏ ra đây. Dạ, ok. Dạ. Không, em không nói là cảnh sát giao thông bắt em làm mất ví. Nhưng mà thực sự là em mất cái ví tất cả mọi giờ. Đây, nói thật. Em cho mời cho em bóng quẹ. Em... đây là sự thật nha. Mọi người cứ quay. Tất cả mọi thứ mọi người cứ quay. Tớ vừa chạy qua đây. Hai anh cảnh sát giao thông kèm tớ. Tớ sai tớ nhất. Nhưng mà vừa quay lại đây thì mất cái ví. Mất cả giấy tờ, mất tất cả mọi thứ. Là anh bị rớt ở đâu đúng không? Dạ đúng, có thể rớt. Chứ em không nói là các anh nhé. Em bị rớt, có thể. Đây. À không, xin lỗi mọi người. Ví ở trong này. Mọi người quay. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Đây đây, dạ, dạ, dạ. Lấy giấy tờ ra, có giấy tờ gì anh lấy ra. Dạ, dạ, đây. À, anh giấy phép lái xe, đăng ký xe. Vâng, các anh em xin lỗi, em xin lỗi. Rồi em, rồi rồi, mình có giấy tờ gì lấy ra cho mấy. Dạ, dạ, dạ. Em chỉ có chứng minh thư này thôi. Em xin lỗi anh. Thì rồi thì thôi được rồi, anh cứ lấy giấy tờ ra đây đầy đủ. Em rồi ok. Đây em có hình như chỉ có chứng minh nhân dân thôi. Có bằng lái. À, đấy, bằng lái đầy đủ thôi. Em để ở nhà rồi. Đây. Rồi. Rồi bây giờ nè, trước mắt nè, anh kiểm tra anh là anh có căn cước công dân. Dạ. Nha. Giấy phép lái xe. Vâng vâng vâng. Giấy phép lái xe với đăng ký xe là em để nha. Rồi. Dạ. Rồi mời anh làm việc. Vâng 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 anh. Em chấp hành tất cả mọi thứ. Dạ. Đó là mình đúng nhiêu chai rồi anh. Dạ thực ra thì tớ chưa uống rượu bia. Sao kỳ vậy? Tại vì là chạy qua vi phạm luật giao thông thì các anh bắt tôi.
Còn thực sự là mình chưa uống rượu bia. Còn sao mà tao có máy đo là lại không tao có là là máy đo nồng độ cồn ấy thì xin phép mọi người là cho tớ không biết là lý do tại sao. xin lỗi. Nãy nhậu ở đâu anh? Nãy nhậu ở đâu anh? Không, tớ không nhậu. Không nhậu mà kịch không. tớ không nhậu. Xin lỗi mọi người là tất cả mọi người. Anh đi đây sai lực như thế nào mà không cảnh sát bắt? Tại vì á là tớ chạy qua cái chốt này xong rồi nó quá 3 giây đèn xanh đèn đỏ gì đó. À vượt đèn đỏ luôn à? Vâng. Trời ơi, thế này chết rồi, bà vợ chửi chết. Nhà nó đâu rồi? Tớ ở bên ông Nguyễn Kiều Vân phường 17 đấy. Ủa mà em hỏi anh à? Không biết cái lý gì mà anh nói anh không nhậu mà cái nồng độ cồn đo được là kịch không anh? Không phải vải luôn. Vừa lấy là ăn mấy quả vải thôi. Ăn quả vải à? Ừ. Chứ không nhậu. À cái vải nó có aldehyde, có GHO, có kiểu rượu gì đó. Nhưng mà nó ăn vải thì cái nồng độ cồn nó rất là ít chứ không có được nhiều như vậy. Không, ăn nhiều quá thì nồng độ cồn nó nhiều. Anh ăn cả ký không? À ký, 2 ký gì đó. Anh ăn 2 ký luôn. Ăn 2 ký á. Rồi trước đó anh có uống rượu bia gì không? Không. Sốc tỷ. Không uống. Không uống rượu bia nha, mà ăn vải nó là ăn vải nó lên nồng độ cồn. Cách lần gần nhất anh uống rượu bia là cách đây bao lâu? Cách đây 3 tháng. Dạ. Anh thấy cái việc về cái xong mình xuống đường. Không, cái việc mà uống rượu bia mà đi ra đường ấy là nó rất là sai. Rất là thực sự là cái điều đấy là điều thiếu văn minh. Giờ em nói anh à, anh nói anh đang vải, giờ cảnh sát giao thông đo có nồng độ cồn, giờ lập anh cái lỗi vi phạm nồng độ cồn và phạt thì ok, tớ nào? Phạt thôi, có gì đâu, nhưng tớ không uống rượu là chấp nhận phạt luôn, chấp nhận phạt, chấp nhận quy, tức là tuân theo tất cả những cái gì của tất cả mọi thứ của pháp luật quy định, nhưng tớ không uống rượu bởi vì tớ chỉ ăn vải thôi chứ tớ không uống rượu. Mà vải này nghe nói là hết mùa rồi, đâu còn nữa mà ăn đâu ăn. Nhà tớ ủ khí vải. Nhưng mà bị phải giờ vợ mắng rất là buồn và mình phải chấp hành giao thông rồi tất cả mọi thứ theo những ngày sau mình không như này nữa, nhưng mà ok mình, tức là mình cảm thấy cái điều đấy rất văn minh. Ngay ngày lễ là đi tiếp khách không có khách khứa nào mà phải đi uống rượu đâu, chẳng qua là đi ăn vải. Không mà em thấy anh bước đi có vẻ là liệt xiển á, hơi liệt xiển á. Ở bên Mỹ nhá, người ta không đo nồng độ cồn, người ta không bảo ông uống say hay là không uống, mà người ta vẫy ông xuống, người ta chỉ các ông uống là 1, 2, 3, 4 bước chân ông đi thẳng được, người ta cho ông lái xe tiếp. Còn ông uống rượu nhiều hay uống rượu ít không quan trọng đó. Rồi giờ anh bước đi coi, em coi ấy, đây okay, bạn để tôi bước đi cho bạn à. Bạn té đường thẳng không à. Rồi action. Rồi ok action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cho tôi ôm bạn gái nhá. Ok tức là ở bên Mỹ ấy, tức là nồng độ cồn không có nghĩa. Mà em nghe có hơi thở anh có mùi không, bia không quan trọng, tôi ăn vải mà ăn vải rồi tao có mùi bia. Ở bên nước ngoài người ta không thổi nồng độ cồn, biết là hôm nay tớ sẽ bị phạt và rất là thế nọ thế kia, nhưng mà tớ nói thật, ở bên Mỹ người ta không thổi nồng độ cồn, người ta chỉ bảo ông xuống, ông lái xe được, ông đi thẳng được, ông làm chủ đi ông được thì là ok. Còn uống nhiều hay uống ít thì tùy vào lòng, tùy vào cảm giác. Chết rồi. Thôi tớ chạy gái. Đấy. Mà nãy uống mấy chai mà lái xe còn khỏe quá. Đâu, tớ ăn vải, cậu đừng có gài tớ. Còn là ăn vải rồi mẹ. Anh nói đi em. Vải lên mẹ. Tức là đối diện với ông kinh. Nói với anh Tờ nè.
cái vấn đề hồi nãy đó là em phát hiện anh là thấy anh có nồng độ cồn. Dạ. Còn anh làm cái vấn đề gì, anh có uống rượu bia không mà tự dạ. biết. Dạ, dạ. Và em cũng đã ghi hình từ đầu rồi. Dạ. Em xuống em hỏi anh là có sử dụng rượu bia không? Anh nói có. Còn ở đây phóng viên hỏi anh như thế nào á thì anh, cái đó là cái quyền trả lời, quyền tự do phát ngôn của anh cứ muốn phát ngôn sao cũng được hết á. Dạ. Còn bây giờ tụi em chỉ lo cái mức nồng độ cồn nó ra trên phiếu như vậy. Dạ. Thì tụi em chỉ xử lý theo cái phiếu vậy. Dạ. Dạ. Còn bây giờ anh có thắc mắc khiếu nại gì thì không, anh cứ ý em không, phải. Không khiếu nại gì không. Cả. Ở trong đó dạ. có phần ý kiến của người vi phạm thì anh cứ đọc không, ý kiến không, để không, cho cán bộ này ghi vô. Dạ không, ha. Không, hoàn toàn không. Dạ. Bắt người người mà say như em, ăn vải say như em là ok. Dạ. Anh cầm cái giỏ của mình lại dưới giúp em đi. Đi vợ. Đó, thì giật lại mà, giật lại mới có biết mà. Như đây viết cái bài, hai nghìn chữ. Anh không có, còn cái vấn đề anh có hay không là tụi em không biết được. Anh chỉ ghi cho em là không mang theo thôi ạ. Em nói với anh nghe nè, em mang theo được không? Em nói với anh Cường, em xin lỗi anh Cường trước nha. Hiện tại tụi em kiểm tra ở đây không mang theo, có thể không có. Không không anh, em giải thích với anh lần nữa nha. Hiện tại tụi em kiểm tra ở đây là anh là không có giấy phép lái xe đây. Nhưng mà em không biết anh có hay không, nên tụi em đi là không có. Còn vài bữa sau anh lên đội cơ quan. Rồi anh để em nói hết. Rồi anh nói xong rồi anh nói em nghe. Rồi anh lên cơ quan anh mang giấy phép lái xe lên, anh xuất trình thì người ta chỉ là xử lý anh là lỗi không mang theo giấy phép lái xe thôi. Dạ em hiểu. Rất nhiều. Anh chỉ mong là lấy rồi như là công an phường có ô tô nồng độ cồn không chấp hành chưa, em còn nghe không cần phải bỏ cách lấy anh. Bây giờ em nói với anh Cường nãy giờ rồi, tụi em không biết anh có hay không, qua lời nói không có chứng minh được gì hết. Dạ, em đã nói rồi anh phải lên cơ quan. Anh tức là không có giấy phép lái xe với cả không mang theo giấy phép lái xe thì nó hơi hồi nãy em giải thích là anh không hiểu. Hiện tại ở đây là em không biết anh có hay không, nên là tụi em là ghi là không có. Còn vài bữa nữa, bữa sau anh mang giấy phép lái xe lên là tụi em chỉ lập anh là lỗi không mang theo thôi. Anh hiểu không? Đây nè, đây nè, để em giải thích thêm nè. Anh có 5 ngày để giải trình. 5 ngày đây. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày lập biên bản, ông Cường là cá nhân vi phạm có quyền gửi văn bản giải trình đến cảnh sát giao thông để thực hiện giải trình. Yeah, để em giải thích thêm, anh đừng hỏi em nhiều nữa. Là bây giờ hiện tại bây giờ em lập biên bản nha. Thì từ ngày mai tới 5 ngày nữa là trong vòng 5 ngày là giải trình thì anh mang đầy đủ bằng lái lên. Thì người bộ phận xử lý người ta ra quyết định xử phạt của đối với lỗi là anh không mang theo giấy phép lái xe, chứ không xử phạt anh là không có nha. Còn tay các anh cứ phạt em cho em. Thì bây giờ em hỏi anh là mình có ký tên vào biên bản hay không? Có. Rồi, em có. Sai em phải ký liền, nhưng mà cho em livestream cái. Rồi anh cứ việc lên. Cái đó đang chụp không? Chụp ảnh quay phim á. Dạ. Không. Em này chụp cái ảnh của em. Chứ em chắc chắn là em sai rồi. Bây giờ chạy như vậy. Rồi. Chứ dù khi bị bắt các anh làm thì em ký thế nào. Rồi ký vào đây em ký rồi, chấp hành đi. Nhưng mà anh cũng đọc lại chứ em. Rồi bây giờ nè em đọc cho anh nha. Vâng, okay. Công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát giao thông nha. Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ. Hôm nay lúc 23:17 ngày 1/9/2023 tại 245C Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh. Yeah. Yeah. Căn cứ kết quả kiểm tra nồng độ cồn qua phiếu đo số 1437, số máy là 876939. Yeah. Yeah. Chúng tôi gồm Nguyễn Đức Trường. Số xe đi thành F. Đây, đây nè anh trai. Thấy tên em. Anh Cường ơi. Nè, tôi đang em rồi. Tưởng máy chụp nồng độ cồn phải ghi thẳng tên của. Từ từ thì sẽ có. Đây nè anh ơi. Bây giờ nè, cái phiếu cồn nè, ghi tên anh nè. Nè, phiếu cồn. Cho em thổi lại một lần nữa xong em ghi lại lần không, nữa. Không được anh ơi. Đã kiểm tra đã quay phim rồi. Quy định đi mấy anh.
Rồi nhanh đi anh ký vào đây em. Em vừa lấy em bây giờ thôi, bây giờ nè, nãy giờ em giải thích anh nhiều lần lắm rồi dạ, okay, anh không ký thì cái đó quyền lợi của anh rồi, bây giờ dạ, vâng, ok anh ký vào cái tờ niêm phong này. Không, em không ký vào cái máy này. Rồi bây giờ anh có ký vào cái tờ niêm phong này không? Ký vào niêm phong nè. Rồi ký vào đây em. Dạ. Bắt xe thì cứ bắt. Rồi để ký niêm phong thôi. Cái gì đấy? Cái niêm phong để dán cái xe lại á. Dán cái niêm phong cái xe lại để bảo đảm bảo cái tài sản.